Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với Savonex. State Manager là một tính năng vừa mới được ra mắt trong sự kiện WWDC vừa qua dành cho iPad. Phải nói thật là khi cái tính năng này mới được công bố thì nguyên một cái văn phòng nó phải trầm trồ lên với cái độ tiện dụng của nó. Tuy nhiên thì bên cạnh đó chúng ta vẫn sẽ đặt ra những cái câu hỏi như là liệu cái tính năng này nó có tận dụng được hết sức mạnh của những chiếc iPad Pro đã và đang có hay là không. Vậy thì với cái bản iPadOS 16.2 lần này, cái phiên bản chính thức của cái tính năng này á, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là cái tính năng này nó đa dụng như thế nào. Bật mí nha, các bạn sẽ phải trầm trồ về cái độ đa dụng của nó đấy. Đối với những bạn nào đang tò mò không biết tính năng này ra sao thì các bạn có thể tìm hiểu qua các dòng iPad Pro có hỗ trợ tính năng này hoặc là dòng iPad M1 để có thể trải nghiệm tính năng này một cách tốt nhất nhé. Đối với các sản phẩm trên thì mình sẽ để đường link ở phía bên dưới cho anh em tiện tham khảo nha. Ok, và đầu tiên á, là để có được cái tính năng này á, thì các bạn cần phải có cập nhật lên cái phiên bản là iPadOS 16.2 giúp mình. Chỉ có phiên bản này là mới được thôi nha các bạn. Và thứ hai á, là các bạn chỉ cần kéo cái thanh Control Center này xuống và sau đó click vô cái icon ở đây. Đây là cái icon của State Manager. Thì khi mà bấm vô các bạn có thể chọn bất kỳ một cái app nào kể cả bên thứ ba. Đây, ví dụ như mình bấm Safari thì nó sẽ hiện ra theo như một cái dạng cửa sổ như thế này. Và một cái điều mà các bạn cần phải lưu ý là cái tính năng này nó sẽ hữu dụng ở trên các dòng iPad Pro hoặc là iPad Air M1. Chứ nếu như mà đối với những cái dòng iPad Air trước thì những con chip nó theo như mình tìm hiểu là nó yếu quá, nó không thể nào chạy được cái tính năng này một cách mượt mà. Và tại sao là như vậy thì các bạn hãy nhìn này. Đó, cái quá trình mà mình kéo vô rồi mình để qua bên đây lại, nó thật sự rất là mượt mà. Và chưa dừng lại ở đó thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được kích cỡ của những cái cửa sổ này như thế này để cho phù hợp nhất và tiện nhất đối với công việc của các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái tính năng này nó sẽ mang lại cho các bạn một cái cảm giác như là các bạn đang xài một chiếc laptop hơn là xài một chiếc iPad thông thường. Thì như các bạn có thể thấy ở đây á, chúng ta có thể bỏ nhiều cửa sổ vô cùng một lúc này. Thí dụ như mình bỏ Google Slide này, mình kéo qua đây một bên, mình bỏ Google Docs vô. Và các bạn có nhận thấy một cái điều gì không? Đó chính là những cái điều này ấy, những cái thao tác như thế này á, thì diễn ra hoàn toàn rất là mượt mà và nó hoàn toàn không có một sự giật lag nào cả. Nên mình nghĩ là một phần là chúng ta cần phải sử dụng các dòng iPad Pro cũng như là cái dòng iPad M1 để phục vụ cho cái sự mượt mà này. Và mình cần phải nhắc lại với các bạn một lần nữa là cái việc điều chỉnh app trên đây thật sự rất là dễ dàng và diễn ra không hề có một sự giật lag nào. Mình đã trải nghiệm cái tính năng này trong vòng một tháng vừa qua và thật sự thì mình rất là hài lòng và mình không còn có một cái câu hỏi nào hết cho cái tính năng này bởi vì nó đã làm mình quá hài lòng rồi. Và tiếp theo ấy, mình nghĩ là một điều mà tất cả chúng ta đều mong đợi đó chính là cái sự kết nối giữa iPad và một cái màn hình rời. Thì ở đây để mình kết nối thử cho các bạn xem nhé. Đây. Thì thay vì là làm một cái màn hình tấm chiếu giống như trên các đời iPad đời trước thì bây giờ đây chúng ta sẽ có một cái màn hình gọi là extend của cái màn hình iPad này chứ không phải là một cái màn hình phản chiếu nữa. Thì cái việc này á, là các bạn nhất định phải cập nhật lên bản là iPadOS 16.2 giúp mình. Nếu như mà các bạn ở bản iOS 16 thì nó vẫn là màn hình phản chiếu thôi chứ nó không phải là màn hình extend như thế này. Và một điều nữa là nếu muốn có một cái màn hình extend như thế này các bạn cần phải kết nối vô một cái bàn phím và một con chuột thì iPad mới cho các bạn extend một cái màn hình như thế này. Thì đây là một cái setup bình thường của mình khi mà mình làm việc bởi vì mình hiện tại cũng đang là sinh viên luôn. Nên trên cái màn hình lớn như thế này thì mình sẽ để những cái app để làm việc như thế này. Thí dụ như là Google Slide này hay là Google Docs này thì tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách rất mượt mà và mình sẽ có được một cái góc nhìn rõ hơn và đẹp hơn rất nhiều. Còn ở dưới trên cái màn hình iPad á thì mình sẽ để những cái tab như là social media của mình, thí dụ như là Instagram hay là iPad này, và mình hoàn toàn có thể lướt được hai cái này cùng một lúc. Thật sự thì nó rất là mượt và các bạn như thấy đó, không có một sự giật lag nào cả, mặc dù cái chiếc iPad này nó có thể cân được tới hai cái màn hình đó. Thì đây, để mình thử cho các bạn xem nha. Thí dụ như mình đang ở trong cái của Savonex đi ha, thì bây giờ mình có bất cứ một cái gì cũng được đó này đó. Còn thí dụ như là mình muốn có thêm một cái app khác để mình add vô cái này nữa thì sao? Mình chỉ cần kéo qua đây là mình có thể add được một cái app vô nữa. Thì mọi việc nó diễn ra một cách rất là trơn tru và mượt mà và hoàn toàn rất là dễ xài các bạn, rất là dễ xài. Các bạn không cần phải suy nghĩ hay cái gì hết. Kể cả cái việc di chuyển app như thế này thì nó cũng rất là đơn giản. Thí dụ như mà các bạn đang là sinh viên và các bạn muốn xem những cái slide như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể bấm vô đó và đi coi những cái slide như thế này để vừa học vừa có thể ghi bài ở bên Google Docs. Rất là dễ và tất cả những các bạn cần làm đó chính là chỉ cần có một cái chiếc iPad như thế này. Mình nghĩ là cái tính năng State Manager này đã thực sự thay đổi được những gì mà chiếc iPad có thể làm được. Và đối với những bạn nào thắc mắc tới cái bộ bàn phím mình đang xài đó, thì đây là một cái bộ bàn phím gọi là giá học sinh sinh viên đến từ Rapo. Thì nói chung là sáng sớm mình đi học thì mình chỉ cần cầm theo cái iPad để xem tài liệu như thế này. Còn tối về thì mình sẽ cắm cái iPad này vô trong cái màn hình này
Và nhân tiện thì đây cũng là màn hình LG 4K nha các bạn. Lát mình sẽ nói kỹ về cái màn hình này sau đối với những bạn nào mà có hứng thú. Thì nói chung là cái setup của mình rất là đơn giản. Sáng đi thì cầm iPad, tối về thì cắm vô và làm việc. Đó, thì nó rất là nhẹ nhàng nha các bạn. Còn đối với những bạn nào không biết thêm về cái màn hình này thì đây là một cái màn hình có tích hợp sẵn cổng Type-C, nên bởi vậy các bạn sẽ không có thấy mình cắm bất cứ một cái dock nào ở đây cả. Còn đối với những bạn nào mà cần những cái dock hoặc là những cái hub chuyển đổi đó, thì bên Sevones cũng có bán luôn. Mình cũng sẽ để đường link ở phía bên dưới cho các bạn tham khảo nhé. Và mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây, bởi vì cái mục đích chính của video này là mình muốn giới thiệu cho các bạn biết về cái tính năng Stage Manager này và nó thay đổi cái chiếc iPad của chúng ta ra sao, nó có dụng như thế nào. Và nếu như các bạn thích video này và các bạn mê cái tính năng Stage Manager này thì các bạn hoàn toàn có thể sắm cho mình một con tại Sevones trong chương trình Tết trao yêu thương của năm nay. Và các anh em cũng đừng quên, Sevones hiện đang có chương trình ưu đãi cho sản phẩm trong video cũng như loạt deal Tết cực hot đi kèm nhiều combo giá khủng. Và đặc biệt có game đón lộc diễn ra từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2023. Mời anh em click vào ngay để săn code ưu đãi đến 200k ở link bên dưới nhé. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.